Xin cô ạ. Dạ. Chưa. Chết giờ. Hai chị em vật vã rồi. Này, nước chấm này vớt hết ngay mấy cái đu đủ này ra đi chị, không còn được. À, mày vớt vớt hết sạch cái nhá. Kệ chưa? Rồi. Chào ngon à. Dâu đẹp chưa? Không phải cay à? Kẽ việc cái gì? Dạ. Hôm làm cho chị nhìn tí nào. Thằng nhỏ lễ phép, dễ thương không? Bữa nay tôi nói luôn, thằng con đít tôn của tôi á, nó cứ như trứng vậy. Rồi má nó đem nó hấp vô trứng, nhưng ngặt nổi á, hấp hoài không có nở. Tôi cũng nghe hoàn cảnh của chị rồi. Cứ mỗi sáng chị dẫn nó tới đây. Thôi em không ăn đi, giời ơi, dành cho chị. Ôi giời ơi. Một năm tôi may cho một bộ đồ. À không, một năm tôi may cho hai bộ đồ. Rồi tháng nào tôi trả tháng đó. Nó mà làm con tôi vui, con tôi tranh lợi với nó, tôi sẽ thuận thêm. Dạ. Cháu nó còn nhỏ vậy mà được ông chủ thương. Con tôi đội ơn ông chủ. Dạ, con đội ơn ông chủ mà. Ông chủ ơi, con muốn á. Giỏi, mạnh dạn lắm. Sao, con muốn cái gì? Dạ, con có một người bạn tên là Huệ. Ngon. Con chơi chung với nhau. Nhưng mà hôm nay con qua đây, con sợ bạn Huệ ở nhà buồn. Nên con muốn xin ông chủ cho bạn Huệ qua đây chơi chung với con. All right.